Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Tuyền để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nha quý vị. Đây, chào Tuyền. Dạ, em chào anh Tuấn nha. Chào cô chú anh chị mình ha. Trước thì năm mới thì em cũng xin chúc quý cô chú anh chị mình một năm mới thật là nhiều sức khỏe, vạn sự như ý nha. Công việc thì thành công nha. Và hôm nay em về một số mai nha cô chú anh chị, xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Mai vườn dảo Tân Châu ha, Thủ Đức nha cô chú anh chị mình. Hình thức giao lưu của em là bao ship luôn nha. Số điện thoại giao lưu của em là 0939046405 là số Zalo của em nha. Và bắt đầu em vào cây mã số 1 là cây Tân Châu nha cô chú anh chị. Rồi, mai dảo Tân Châu mình thuần chậu ha. Bông đẹp quá quý vị ơi, sáp cho con cái mặt hoa nó đây nè ha. Hoa rất đẹp màu đậm ha. Bông to. Ở dưới đây cũng vậy ha nè. Bông nào không lấy hết biết cái bông ha. Bông đẹp. Màu rất là đậm ha quý vị. Rồi cây mã số 1 em đo ngay vị trí này là 17 hoành nha cô chú. Rồi, đoạn ngay đó 17 em này nó có cái rồi rút thước cái này. Nó có cái củ đế phình lên nè ha. Đây. Cái này chiều cao khoảng 9 tóc nha cô chú chị. Rồi dừng lại ha. Đây, đầu nằm ha, cuộn nằm qua đây ha. Hoa thì quá đẹp. Cao khoảng 90 ha. Tán ngang nó còn khoảng 8-90 gì luôn ha. Đó, hoa xuất sắc luôn ha. Cây đang nằm trong chậu 5 nha cô chú anh chị. Và khi xếp cây thì em sẽ rút chậu ra xếp cho cô chú anh chị mình ha. Bỏ lại ha. Quá xa đẹp. Đó, mình giao lưu nhiêu đây em? Cây mã số 1 em giao lưu là 1.800.000 bao xếp nha cô chú anh chị. 1.800.000. Đó, muốn qua mã số 2. Cây mã số 2 cũng là một cây Tân Châu luôn nha cô chú anh chị. Em này cũng Tân Châu thuần chậu luôn. Chiều cao của nó là cũng khoảng 9 tấc. Rồi, cao là 90. Rồi, cây này 18 hoành nha cô chú anh chị. Rồi, cái gì? 18 hoành ha. Rồi. Đây, mặt hoa luôn ha. Đó, hoa cũng bự luôn. Tiếp cái gì ngắm nghía thân cành em đó ha. Rồi mình cho cái hoa đây cho mình đập cái hoa nó cái này. Đây, dừng lại cái đi. Đó. Hoa cũng xuất sắc luôn ha, hoa bự nè. Đẹp màu đậm nha, như cái cây vừa rồi luôn ha. Em này thì được hai em này được thuần chậu rồi có gì. À, mã số 2 mình giao lưu như đây. Giao lưu là 1.800.000 em bao ship luôn nha cô chú anh chị. 8 bao ship luôn. Mã số 3. Mã số 3 này là một cây mai vàng dừa. Mai vàng dừa. Cây này em giao lưu với hình thức là cây phôi nha cô chú anh chị. Ship cây là em sẽ con tay cành lại ha. Xuống chiều cao và con tay cành lại. Chiều cao nó là khoảng 1m8 nha cô chú anh chị. Cây này thì hồi nãy mình có nghe nói là để tàn cho quý vị mình xem cái mặt hoa mà bán thì bán quý vị báo giá là giá cái phôi nhưng quý vị phôi sau khi quay xong là xả phôi nhưng quý vị gửi cho quý vị nha. Đây, cái này hoành ngay vị trí này là 32 nha cô chú. Rồi, chị 32 ngày đó nè. Em áp nhẹ xuống cái cụ đế ha là 40 nha cô chú anh chị. 40 hả. Rồi mình xem dòng cho quý vị mình ngắm nghía cái cụ đế luôn. Đấy đây quý vị đó. Mặt bên đây ha. Bên đây kính quá nè ha. Rồi mình quay cái phôi nha quý vị. Phôi này áp sát nè. Nữa cắt thâu ngắn thành phôi nha quý vị. Nói trước nha quý vị đó. Hiện tại để tàn có hoa cho quý vị mình ngắm nghía mặt hoa. Thì nãy cao mình báo lấy phôi này mét 8 phải không đó, hoa nó nè. Rồi dừng lại luôn để mình quay cái mặt hoa luôn nha. Hoa quý vị mai vàng vườn hoa đây này là cũng 7 cánh ha. Em dưới đây cũng 7 cánh luôn ha. Em này cũng 7 cánh luôn ha. Em kế bên đây coi. Em này thì được 8 cánh luôn ha. Em dưới đây 7 cánh ha, 7-8 cánh ha. Đó, nói chung là để mặt hoa cho quý vị xem hoa đẹp ha, vì mình khỏi ghép. Đó. Em này mình giao lưu bao nhiêu đây em? Cây mã số 3 em giao lưu là 1.500.000 bao ship luôn nha. 1.500.000 nha quý vị. Mình cũng xin nhắc lại là sau khi quay là xả thành phôi nha quý vị.
cao lấy 1m8 đó quý vị ơi. Đó. Rồi mình qua mã số 4 luôn. Bốn đâu? Ở không ngoài đây hả? Đây em này. Chiều cao là em cũng lấy là 1m8 luôn nha cô chú anh chị. Cao dữ ha. Nguyên cái tàng này cao dữ à. Cái hoành vô cái hoành luôn nha quý vị, lát nữa mình quay kỹ cái dàn xương cành ở trên nha. Đó, mình vô cái hoành trước đi, lát nữa quay tay cành sau. Hoành là 41 nha cô chú anh chị. Rồi 41 hoành, rồi để luôn. Xây xây có dướng đâu không, cái nặng quá. Đó, đế bàn chung là đủ hết trơn á quý vị, đủ hết trơn là 41 hoành. Đó, đế đủ hết trơn ha. Rồi quay cái phôi này, đây là mình tính nếu mà mình cắt phôi là mình phải giật đây, đây tay cành nhất rồi ha. Đó. Rồi nhì nè, cắt lên nè. Rồi hồi dừng hướng này luôn, quay chủ yếu cái phôi thôi nha. Đây quý vị, đây cốt chánh đây ha. Rồi lên đây. Đó, này nãy mình báo là lấy mấy mét? 1m8 nha cô chú. 1m8 hả? Này cao, nếu mà thực tế này cao chắc cũng khoảng 3m, đang lấy 1m8 ổn quá quý vị. Nếu mà quý vị ở gần á, quý vị có phương tiện mình chở á, thì gì chở nguyên cái tàng này hoặc gì cắt phôi lấy hết đỉnh là ok ha. Đây cái này mình giao lưu giá đây ha. Rồi cái này em giao lưu là 2 triệu nha. 2 triệu là giá của cây phôi nha quý vị, không có để nguyên tàng ship nha quý vị. Còn quý vị mà ở gần để nguyên cây vậy quý vị tự chở đó, đó thì mình thấy nó đẹp nè, cắt ổn quá ha. Rồi quý vị ở gần gần xuống chở luôn, để nguyên tàn chơi luôn quý vị ơi. Xả phôi hoành 41 giá 2 triệu à. Đó, quá rẻ rồi, ở gần gần xuống chở quý vị. Chứ xả cao quay xong xả phôi thì nó uổng cái tàn quá. Đó, bông nè. Đó, bông cũng cánh bầu đẹp ha. Em này thì 5 cánh bầu nha quý vị. Rồi mình qua mã số tiếp theo luôn. Mã này số 4 ha, vô mã số 5 luôn. Đây, mã số 5 đây. Mã số 5 là một cây giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Trời, mai giảo Thủ Đức. Tay cành quá lịch. Cái này là bên em đã thuần bồn nha cô chú anh chị. Này là lùng lực búp măng thuần bồn. Chiều cao là 85. Rồi. Tay cành gì đâu nãy quá bắp luôn ha. 34 hoành nha cô chú anh chị. Đây quý vị ơi. Cây này là bên em cũng thấy được cái mặt hoa rồi ha. Từ 8 cho tới 12 cánh nha. Rồi. Này 8 tới 12 cánh luôn. Em này đặc biệt là xương cành nó rất là lực ha. Nè, xương cành nè. Lực lực luôn ha. À mình giao lưu em này nhiêu đây đây. Em giao lưu là 2,7 triệu em bao ship nha cô chú. Rồi, 2,7 triệu bông 8 đến 12 cánh luôn. Nào gì an tâm ha. Rồi mình qua mã số 6 luôn. 6 theo chân 6 tầm đây ha. Cây mã số 6. Rồi em này lùng lực cực đẹp luôn. Cây Thủ Đức, giảo Thủ Đức nha cô chú. Giảo Thủ Đức luôn, tay cành lực luôn. Chiều cao là 55. 34 hoành nha cô chú. Rồi hoành 34 này đế cũng ok quá nè. Đây, những cái đế ha. Đó. Để đều luôn. Tiếp luôn, chuyện không nghe kỹ đế nha. Để đặt ở dưới luôn ha. Tay cành lực quá xá lực luôn. Rồi giao lưu như đem. Rồi cây mã số 6 em giao lưu là 2,7 triệu nha cô chú anh chị. Rồi 2,7 triệu. Rồi mã số 7. Dạ rồi cây mã số 7 là một cây tứ quý nha cô chú anh chị. Rồi tứ quý. Cây tứ quý này chiều cao là khoảng 1m6 nha cô chú anh chị. Tán ngang là khoảng 1m3 ha. Rồi cây tứ quý này 2 thân, bây giờ em đo tổng ngay đây, hai cây nó là 38 nha cô chú. 38. Rồi đo ngay đó, đo từng cây, mỗi một cây nó là 22 hoành. Hai em bên kia. Dạ rồi 22 hoành luôn nha cô chú. Hai hết luôn. À, để nè, để đặt hết trơn luôn ha. Đó, vậy nó mới ôm dính luôn, tạo thành một khối luôn ha.
Rồi em bên đây ba thân nè, tập tài em thì một cốt nè, hay là hai cây ha, hai cây nó ôm ô từ nhỏ vậy. À. Rồi thân cành quý vị ngắm nghía kỹ nha, kéo lên nè quý vị ngắm nghía nè, tại cành thì đạt hết trơn luôn ha. À. Đạt hết trơn. Rồi ngắm một lần nữa nhưng quý vị. Rồi giao lưu nhiêu em? Rồi cây tứ quý này em giao lưu là 2,5 triệu bao ship luôn nha cô chú anh chị. Ship toàn quốc luôn ha? Dạ đúng rồi. Rồi giá là 2 triệu. Tứ quý nhưng cái gì? Rồi mình qua số 8 luôn. Cây số 8 là một cây phôi mai vàng vườn nha cô chú anh chị. Phôi mai vàng vườn gốc hơi to nha. Chiều cao là 1m2. Rồi cho cái nhà cành bay ra luôn bao nhiêu chị? Cành bay đó là cô chú anh chị. Rồi khoan nghe tiền ơi, em xe cho anh vòng chỗ gì ngắm nghía cái vậy là mình phải kéo cái đúng không, đúng cái tạng đây không. Rồi kéo tạng đây ra quá. Rồi được rồi thôi kéo nữa. Rồi xây tiếp luôn, cứ chậm cái gì ngắm nghía kỹ em này ha, cái dáng em này đây. Lát nữa mình vô cái thông số ở dưới cái bộ đế với cái góc sau nha quý vị. Những cái dáng trước đi ha. À. À. Quý vị ngắm nghĩ kỹ dáng nha, dáng thân cành nha. Rồi, vô đây quý vị. Từ vô ha. Rồi. Rồi. Đo ngay vị trí này là 56 nha cô chú. 6 nè. Này đang sử dụng mùa mưa nên nó xây mình không có dừng lại được. Rồi 56 ở đó còn ôm hết cái cổ. Hết cổ nha. Đâu rồi. Hết cổ là 61 cho. Cho xây qua đây. Xíu đi. Này, kỹ thuật viên. để tốt đó kìa. Rồi. Đây nè, cái tay nhặt lật cái tay lên cái kìa. Đây là 62 ha. Ngay đây. Báo 61 nha. Rồi 61 ha. Đó, ôm hết cổ vậy đó nhưng quý vị. Đây. Rồi rút thước luôn, cho xây luôn. Đường kính bầu luôn. Đường kính bầu là 80 nha cô chú anh chị. Rồi. Vậy ngắm nghía kỹ đế nha. Đó. Để bắp không đây ha. Cộng nào nó bự luôn. Phân bố thì nói chung đủ đế ha quý vị. Không thiếu ha. Rồi để mình chạy mình lắc ra đây coi cái gì. Anh này bự quá ha. Rồi giao lưu nhiêu em? Rồi cây mã số 9 này em giao lưu là, xin lỗi, cây mã số 8 này em giao lưu là 9 triệu em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. 9 triệu bao ship toàn quốc luôn. Cây bự chảng và bao ship toàn quốc luôn. Phí nặng ha. À, rồi mình qua mã số 9 luôn. 91 em quái. Cây mã số 9 Thủ Đức hay gì là một cây dảo lá gai nha. Lá gai hả? Nay quay đủ thứ loại chủng loại tới. Cây này trên size nha cô chú chị, cây này 18 hoàng em đo về tới 18 hoàng. Rồi. Này lá gai. Dạ. Rồi. Nay là mai vàng vườn rồi Tân Châu. Cao nó khoảng 28 nha cô chú chị. Quý lá gai. Cây mã số 9 này là cây cuối nếp của em nha. Rồi, mình hình như còn một cây mai mã số 10 mai vàng vườn đó nữa. Rồi, còn cây nữa quý vị ơi. Rồi mình báo giá cây này ha. Còn một cây nữa nha cô chú anh chị, còn một cây mã số 10 nữa nha. Rồi số 9 mình 700 nữa phải không, có ghi giá nè. Rồi số 9 anh giao lô là 700 nha cô chú anh chị. Rồi đó mã số 10 đây quý vị, một em tàn cao chót luôn, cao mà ở ngoài đây mình thấy nó cao hơn cái trụ điện ở ngoài luôn nè. Đó cao nó khoảng bao nhiêu mét đây em? Dạ cái mã số 10 chiều cao là 6m nha cô. 6m nghe. Chiều cao là 6m 8m. Rồi ngang khoảng 4m, cao 6m đây quý vị quý vị nè. Đó có cái trụ điện, cái này nó cao hơn cái trụ điện nữa nè. Có một cái cây cây cặp này là nó cây nhôm đó quý vị.
cái nhôm cao 6 mét á, nó cao hơn cái nhôm luôn, nó báo 6 mét đó quý vị. Đó. Để mình vô cái thông số ở dưới đây ha. Bộ góc cho nghe quý vị. Mã số 10 này làm cây mai vàng vườn nha cô chú anh chị. Vườn cái đó là ở hoành ngay vị trí này là 48 hoành. 48 hoành. Đó. Rồi. Đó, đó nếu mình hạ xuống áp đổ. Áp đế đó là 52 nha. Áp đổ là 52. Đó, đo ở trên là 48. Rồi áp đổ 52 ha. Đây mai vàng vườn đế nè quý vị. Đó, đế bắp không ha. Rồi mình đi qua bên đây luôn. Đó, đây. Có luôn, bự luôn. Ở đây nó còn một cọng to, nó hơi chìm ở đây như cái gì nè. Cọng to nó nằm đây, hơi chìm ha. Đó. Đây em cho cái đường kính bầu hiện tại nha, mình nó nằm ở cái bầu mấy đây. Đây, đường kính bầu là 88 nha cô chú anh chị. Rồi. Đây còn cọng nó hơi nó nằm đó, cọng to nằm đó luôn nha quý vị. Đó, mai dần vườn đế vậy là quá ổn rồi hả quý vị ơi. À, cái này mình cho cái thoát thân em nói cái đây thoát thân. Thoát thân là 88 nha. 88 số đẹp luôn ha. Rồi quý vị ngắm nghe kỹ thân cành luôn. Đó. Cành. Thì hoa mặt hoa của em này thì mình thấy nó dao động nha quý vị. Nó dao động từ 5 đến 8 cánh nha quý vị. Quý vị an tâm nhiều mặt hoa em này ha. À đẹp. Rồi tốt cành ha. Thì nó cao chót chót ở trên đó rồi. Nó cao đi tận 6 mét lúc ở trên. Đó. Rồi quý vị nó nghe tốt cành lại một lần nữa ha. Thân 88, thân đẹp luôn. À, để đẹp. Cái này mình giao lưu bao nhiêu đây em? Rồi cây mã số 10 này em giao lưu là 15 triệu, em bao ship là 200 ký luôn hết nha cô chú anh chị. À, 15 triệu à, bao ship cho quý vị 200 km. À, bông nó dao động 5 đến 8 cánh nha quý vị. À, bông đẹp quý vị gì đổ ra ha, cái tàn này về quý vị chứ kéo chằng ra nữa là nó ok luôn ha. À, chiều cao thì quá xa cao rồi. À, chơi là về không đụng hàng luôn. Về quý vị kéo tàn ra đó, cái trăm 1-2 năm nữa cái tàn nó rộng ra cái nó tuyệt vời luôn đó quý vị ơi. Rồi mình cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành cái thời gian mà theo dõi đến kết thúc clip. Thì trong quá trình xem quý vị ơi kiếm mã số nào thì alo tiếp cho Tèo ha, thì có còn có Tèo thì để lên chủ đề những gì. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình đến sau.